lỡ ăn hôi hoài. Một em với mày. Nhanh hả? Trời. Thôi mà không mà khúc nào có nữa. Nè Hương. Hết con cá. Con rồi, bỏ đi đi trời. Thấy cá rồi. Trời ơi. Thì giờ cũng biết ai thắng thua các bạn ơi. Thì mình thắng Khánh dễ nhì, Hảo dễ chót. Rồi. Không mày. Dễ ba. Dễ ba. Thì anh em cũng biết người thắng rồi ha. Ok. Làm gì tao đang tính ngủ trưa mày kêu tao chi Khánh? Hôm giờ tao tức mấy bữa nay tao suy nghĩ lại là tao hai con, mày cũng hai con, sao mà mày thắng tao được? Thì bữa đó mày với Hảo công nhận bàn thắng tao rõ ràng. Nhưng mà tao thức hôm giờ tao không phục. Giờ mày muốn phục không? Muốn. Giờ sao? Thì bắt cá lại đi. Thi lại nữa hả? Đúng rồi. Giờ tao thắng là mày không có nói gì nữa nha chưa? Ok. Giờ có hai thằng sao thi? Thằng kia nó bị gì rồi cho nó ở nhà đi. Tao giờ tao không phục mày ơi. Nó bắt sao lại hai mình. Mà giờ có hai thằng à. Không lẽ giờ hai thằng lội nước quay. Thì kêu bữa mày có một cặp, tao cũng có một cặp. Thì bắt thôi. Gũ nữa hả? Gũ tiếp. Rồi, giờ tao thắng là mày không có được nói gì nữa nha. Ok. Rồi đó, giờ đầy đủ rồi nè, mày nói cái gì nói thẳng luôn đi. Thì giờ thi lại thôi. Thì thi giờ là chia đội đi. Thì cũng y chang vậy luôn. Y chang vậy luôn hả? Ừ. Lần này thua không nói gì nha. Ok. Rồi, thằng Khánh nó không khâm phục mà à, nó không à, không gì tao quên rồi. Không phục. Không phục mình. Bây giờ mình làm cho nó phục luôn nha bạn. Đi mày. Đi. Bây giờ về đi. Giờ kêu hai bà thầy này theo để cổ vũ thôi. Còn tao với mày thi là chính chưa không? Ok. Tao rồi. Cũng tính nói rồi đó. Vô luôn. Bỏ nó nhiều. Ủa hai người đó kêu tụi mình ra đây làm gì vậy? Chắc hai người đó kêu mình ra để nướng cá cho mình ăn. Rồi xuống mày. Sao nay nó sâu như ta. Lạnh dưới trời. Thôi tranh thủ mới được. Được chứ. Mày đi theo tao hoài đi ra. Thôi. Từ từ thì mò đi. Có thì mò thôi. Cố lên nha Khánh. Cố lên nha bạn. Cho mày tâm phục khẩu phục luôn thằng nhóc này. Ê quay. Con ốc chết. Mày đi ra. Đi chung quà. Ê quay. Không có. Cứu tôi. Cứu tôi trời ơi. Cố lên nha quà. Mày cố lên nghe chưa. Ôi quay. Có quà. Có cha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không biết nữa. Rồi thắng mày nữa rồi. Nhớ nhớ cái gì vậy? Mày không lo đi bắt đi mày. Đợi coi cái gì đó ơi. Cái gì vậy? Cái gì? Mày không đi bắt khỏi tao hoài. Mày thấy là mày. Ôi. 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 Nó ra luôn rồi. Nó ra luôn rồi. Ra cái đường chân tao nè. Kêu mày đi bắt mày đừng đứng gần tao xui lắm. Ê chờ. Ê quay. Cố lên Khánh ơi, hôm nay nhất định phải thắng nha. Cá đâu hết rồi trời. Đi theo tao hoài mày. Mày mới đi theo tao. Mày đi theo tao á. Mày mới đi theo tao. Công bằng đi, công bằng xíu đi. Thằng khứa này. Sao chỗ này hết tới hết cái bọc rồi mày. Ê, ê, hết hồn rồi. Hết hồn. Ừ, cá. Ừ cá. Ôi có cái bọt ngoài nữa nè. Ôi có khen nè. Có cá hay gì không? Dưới rồi. Ôi trời ơi. Ôi
Mày lấy gì mày hợp với quà? Đi mò hang chứ chi mày. Này mày nhất quyết mày phải thắng tao nghe. Tao thấy mày cố gắng cho lắm rồi đó. Ê Hương ơi, chắc là hôm nay Khánh sẽ thắng hoài đó. Nhưng mà theo Ly thì hôm nay quyết tâm của Khánh mạnh lắm á. Để coi ai là người thắng ngày hôm nay. Đi qua đây với bạn, cho nó ngồi bên đây đi. Có cá nè. Đâu kêu trời. Rồi. Nó hoảng quá. Chạy luôn rồi. Chụp được cái đầu ơi, cá gô. Nhằm gom được nhiều cá nhất kìa. Nghe mong ong bọng á. Ê Hương, mấy người ẩm xuống rừng mưa rồi, coi có cá không? Cá vô anh. Không sao, đúng rồi. Cá hủ. Ơi đừng có giỡn, bắt đi. Có cá gì đâu rồi. Mày thấy đi mà. Anh sao mà có cá không quà? Cá chê. Chê hay cái chốt vậy? À, cá chê! Một con cá chê! Đâu rồi, kiếm cho được. Ôi, nãy cá chê đây nhiều lắm, có con cá lóc nữa. Ê, có cá phi. Người ta. Đường cao à. Mở đó. Ê, ê, gì hết vậy? Trời ơi, chạy hồi cá chê. Đây nè, đây nè, đây nè. Qua, qua mày đó rồi. Để tao bơm nước lên ra dơ bắt. Bơm dễ bắt nha các bạn. Bỏ em cá chơi. Cá kìa bạn. Đâu? Cá lẹ. Rồi. Cá kìa Khánh. Đâu? À. Bỏ em cá chơi nữa. Một con bự luôn nha mấy bạn. Nè, nãy con rồi đó. Qua bắt được con nè các bạn. Mấy con cá chê luôn. Nhiều dữ quá. Mày cướp chỗ mày. Con nữa nè. Ê chị Hương ơi, có cá chốt kìa, coi chừng bị đạp chúng. Ê con cá phi kìa. Tao mò hết cá nhỏ này luôn. Còn nữa nè. Khánh ơi, không có cá sao gì mà ngồi dưới hả? Nãy giờ bắt mệt quá. Cầm cá lên mày ơi. Thấy cũng hơi lâu rồi đó.
để cá đây đi hoài xong rồi điểm con kìa. Một ba hai bốn, cá này là gọi cá gì? Năm sáu con. Giờ thôi chơi cân ký đi. Không chơi, nãy nói giao con mà rõ ràng. Cân ký đi. Con mà. Cân ký hả? Đó, hai con này đủ. Thôi giờ tao tính vậy nè, quề đi. Ừ, quề đi. Ừ, quề. Quề. Ừ, quề, quề, quề. Rồi, cá này đem nướng ăn ha. Ok. Sao cái máng này nhiều cá dữ trời. Công nhận nhiều cá thiệt. Thôi giờ đi nướng đi. Ừ. Quề thôi mấy cá nhỏ này dục đi mẹ. À, dục gì tính quề nha. Thả đi. Tính quề ha. Ok. Rồi. Thả đi. Tại nãy lúc đầu mày giao con mà. Tính gà giao ký mới đúng mày. Ai hướng mày giao con chị. Thôi đi mày. Đi. Thôi Hương ơi, mấy người đã đi bắt cá rồi. Hai tụi mình đi kiếm củi đi. Ừ thế vậy cũng được á, chứ đứng đây hoài mấy ông chửi chết. Ủa mày cũng sợ bị chửi nữa sao? Không làm mà đâu có ăn là có bị chửi thiệt á. Đây tôi kiếm được khúc củi bự quá trời nè Hương ơi. Ơi khúc đó được á. Bây giờ hai chị em sẽ đốt lửa để nướng cá. Tính ra Khanh bắt được nhiều cá hơn Hòa. Tính ra Hòa bắt cũng được nhiều cá mà. Đúng rồi đó, cái này tính quề là đúng rồi. Thôi đợt này tao cho mày quề được rồi, tao có dành đâu mà. Tính ra hôm nay tao không thách đấu mày làm gì có đám cá lóc ăn Hòa. Tao thấy cá vậy là chín nên tao Khánh mày nướng ngồi khét á. Lấy lá đi. Tập trung lấy cá nè, chim cá chín rồi nè. Rồi vô Khánh ơi. Nè. Cảm ơn Khánh nhiều nha. Không có gì đâu, ăn đi. Chị Hương ơi, ăn đi. Tới chừng nóng nha. Cảm ơn Ly nha. Mở bạn nha. Mời bạn nha. Thôi mình mời các bạn cùng ăn nha. Mời các bạn nha. Nóng quá. Hôm nay được bữa cá đã hả Hòa? Đúng rồi. Giờ cũng đã chiều rồi bạn ơi. Anh em mình xin kết thúc video ở đây nha. Nếu các bạn thấy video này hay hãy để lại mấy anh em mình xin một like, một share, đăng ký kênh ủng hộ mấy anh em mình. Và mấy anh em mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Tranh thủ ăn rồi về nha.